Xin kính chào quý bạn và các vị. Hiện nay mình đang có ở đây chiếc Samsung Galaxy Tab 3V, thiết bị máy tính bảng giá rẻ mà Samsung vừa bán ra thị trường với phân khúc của khoảng hơn 3 triệu đồng. Và để xem khi lại là một thiết bị mang chữ V là dành riêng Việt Nam thì Tab 3V có thành công được như Samsung Galaxy V hay không. Về thiết kế thì Galaxy Tab 3V mang ngôn ngữ truyền thống của Samsung, không có điểm gì thay đổi hết. Ở mặt lưng thì chúng ta sẽ thấy một cái sự cải tiến và cũng rất đáng khen, đó là tuy bằng nhựa nhưng nó được thiết kế theo họa tiết vân giả da. Cái này sẽ cầm trong tay tốt, bám tay hơn và ta sẽ không để lại mồ hôi, dấu vân tay. Một điểm cộng đối với màn hình có kích thước là tới 7 inch. Ở bên trên mọi người sẽ thấy cổng sạc micro USB, nó có dây cắm nhanh 3.5mm. Bên dưới thì lại chỉ có một cái mic thoại để ta sử dụng để có thể đàm thoại được. Vì cái chiếc máy tính bảng này thì có thể lắp sim, nghe gọi bình thường. Trên này chúng ta sẽ có loa thoại này và đây là camera tự sướng 2 megapixel. Samsung sử dụng 3 phím điều hướng bao gồm phím đa nhiệm ở bên trái, chúng ta có một phím home cứng ở giữa và phím back là bên phải này. Hai phím đa nhiệm và phím back thì lại không có đèn nền và nó sẽ được in nổi lên. Ở bên cạnh trái mọi người sẽ thấy khay cắm sim, chúng ta khay cắm thẻ nhớ mở rộng và bên phải là phím nguồn và tăng giảm âm lượng. Cá nhân mình không thích phím nguồn và tăng giảm âm lượng ở bên này vì nó đặt quá cao, mình hầu như toàn bị bấm nhầm phím tăng giảm âm lượng thành phím nguồn vì mình cứ tưởng là đã với đến nơi rồi. Có lẽ trong thế hệ tiếp theo Samsung nên di chuyển và đặt lại các phím bấm sao cho hợp lý. Màn hình của Galaxy Tab 3V là một trong những cái mà mình cảm thấy thất vọng nhất. Đơn giản, đối với một chiếc điện thoại di động thì các bạn có thể thấy là màn hình chất lượng không cao, ok, chúng ta chưa thể quan tâm quá nhiều. Tuy nhiên đối với máy tính bảng nó 7 inch đấy, chứ không phải là 1 inch đâu. Vì vậy các bạn nhìn vào đập mắt đâu các bạn đầu tiên đó là chất lượng của hiển thị. Các bạn chỉ cần nghiêng một chút trong tay cầm thôi là góc nhìn của nó sẽ bị thay đổi rất nhiều. Chi tiết và màu sắc sẽ bị thay đổi trong chốc lát khi các bạn chỉ cần hơi nghiêng Galaxy Tab 3V trên tay. Nghiêng sang bên này thì nó sẽ bị tối đi, còn nghiêng sang bên chiều ngược lại thì nó sẽ bị sáng cháy. Vì vậy là cảm giác khi mà mình nhìn trên Galaxy Tab 3V một lúc mình vẫn không thể thoải mái được. Ngoài ra cái màn hình này lại còn có hiện tượng bóng ma khi mà mình lướt web hoặc là mình xem YouTube. Mình di chuyển các comment liên tục lập tức là nó sẽ bị bóng mờ, xem rất là nhức mắt và khó chịu khi mà mình muốn vuốt nhanh. Galaxy Tab 3V ta màu sắc nó cũng bị nhợt nhạt, cảm giác như kiểu là có một lớp sương mù ở trên cái màn hình này. Nhìn chung về khả năng hiển thị mình không hề đánh giá cao Galaxy Tab 3V ở bất kỳ một điểm nào. Ở chiếc máy này thì Samsung đã cố khắc phục bằng cách là trong cái tính năng phần mềm màn hình thì Samsung có tích hợp chế độ gọi là tăng độ rõ để cho cái văn bản của nó tăng cái độ tương phản lên, ta nhìn rõ hơn một chút. Và nhưng mà chỉ làm được như vậy thôi, họ không có nhiều điều để cứu được cái chất lượng phần cứng vốn đã không tốt. Galaxy Tab 3V sử dụng vi xử lý 4x Spreadroom tương tự như là chiếc Core Pride là 4x Cortex A7 và chúng ta sẽ có 1GB RAM. Đây là một cấu hình trong phân khúc 3 triệu đồng, thấy nhiều trên smartphone và máy tính bảng thì cũng... nó chạy khá là tốt, mình thấy nó mượt, không có hiện tượng lag và giật, ngon hơn chiếc Tab 3 Lite ngày xưa nhiều. Ở đây thì có một cái hay là phím đa nhiệm của Samsung làm đa nhiệm là che một phần bên dưới này thôi, rất phù hợp với máy tính bảng to chứ không như smartphone chiếm hết thì nó khá là thừa thãi và vô lý, thì cái này để bên dưới là chuẩn men. Và chúng ta sẽ có một tính năng gọi là tính năng folder góc dưới màn hình home screen. Galaxy Tab 3V sử dụng giao diện TouchWiz mặc định của Samsung. Ở đây thì duy nhất có một tính năng nổi bật nữa, đó là khả năng chạy đa nhiệm. Nó có thể vuốt từ bên phải sang, ta sẽ mở ra cửa sổ đa nhiệm để cùng một lúc hoạt động được hai ứng dụng trên cùng một màn hình. Đó là một tính năng vô cùng là quen thuộc của Samsung. Là một chiếc máy tính bảng thì Samsung có thay đổi về giao diện của nó. Ví dụ như các bạn sẽ thấy, chúng ta có những tính năng như là tin nhắn này, hoặc là vào phần setting, giao diện sẽ được chia đôi làm hai mảng của màn hình. Và hai mảng này chúng ta có thể kéo ra, kéo vào, phóng to, nhỏ tùy theo các bạn. Bên nào thích to thì to, bên nào thích nhỏ thì nhỏ, do kiểu ngực lệch ấy. Tuy nhiên thì mình thấy nó cái này chưa hợp lý cho lắm, tại vì kéo sang thì lại bị mất quá nhiều chữ và kéo to bên này thì lại bị ăn mất cái kia. Nó nói chung là cảm giác cứ tù tù kiểu gì ấy. Thì mình nghĩ cái giao diện này sẽ phù hợp khi chúng ta xoay ngang hơn, chứ còn nếu mà để theo chiều dọc thì nó chưa hay ho cho lắm. Nhưng mà dù sao thì cũng có điểm tích cực là Samsung họ đã cố tùy biến thêm một chút. Vốn dĩ với cái nền tảng Android chúng ta thì máy tính bảng chưa được đánh giá cao về cái độ tùy biến của những tính năng. Đây là thanh báo trạng thái thì chúng ta cũng có chế độ siêu tiết kiệm pin. Chế độ này thì sẽ giúp kéo dài thời gian sử dụng của những chiếc máy tính bảng hoặc điện thoại của Samsung có trang bị. Nhưng mà thực chất ra với máy tính bảng như Galaxy Tab 3V thì cái tính năng này chúng ta cũng ít khi sử dụng. Bản thân nó có một thời lượng pin khá là tốt, có thể sử dụng thoải mái là đến 1 ngày rưỡi, 2 ngày với các nhu cầu cơ bản các bạn lướt web, các bạn xem phim, các bạn đọc báo ở trên này. Và có một cái quan trọng đó là mình có nói tại sao nó hướng đến phân khúc tiểu học. Thì Samsung Galaxy Tab 3V được Samsung nói có trang bị hai phần mềm là Classbook và Timekit cái gì đó để dành cho các bạn học sinh hoặc là các bạn tiểu học có thể sử dụng giải trí, giúp cho con em nhà các bạn có thể rèn luyện thêm các kỹ năng của mình. Nhưng mà cá nhân mình không đánh giá cao điều này. Các bạn biết tại sao không? Vì màn hình của nó.
Trẻ con có một cái đôi mắt gần như là rất ngây thơ, nó đang trong quá trình phát triển. Nếu mà đưa cho nó một cái máy tính bảng có màn hình hiển thị không tốt, nó sẽ ảnh hưởng đến cái mắt nhìn của nó. Về sau nó sẽ bị cận thị, loạn thị, siêu thị cái gì đấy. Mà ít ra phải có màn hình chất lượng cao thì ta nhìn vào thì mới không ảnh hưởng đến khả năng nhìn của mắt. Còn đương nhiên cái việc nếu mà có máy tính bảng có thể phục vụ vào quá trình học tập của nó thì cũng rất là tuyệt vời. Đây không phải là một điều xấu, là một điều tốt. Chẳng qua các phụ huynh thì nên sử dụng như nào, máy tính như bảng như nào cho hợp lý là được. Và như vậy thì mình hoàn thành xong bài đánh giá cơ bản về chiếc Galaxy Tab 3V này. Tại sao gọi là cơ bản? Vì không có quá nhiều điều để nói. Nó hầu như không có tính năng nào nổi bật. Thì đấy, mình đã nói về cái việc nó khả năng chạy đa nhiệm cửa sổ hai ứng dụng cùng một lúc. Như vậy là hết. Và đương nhiên thì chúng ta có các dịch vụ mở rộng của Samsung, như là chúng ta quà tặng Galaxy, phụ huynh mua về để có thể đi giảm giá khi chúng ta đi ăn Lotte này, hay là chúng ta đi xem phim CGV v.v. Galaxy Tab 3V có thời lượng pin tốt. Đây là đương nhiên là một trong những điểm cộng của những máy tính bảng rồi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có vi xử lý và cấu hình đủ chơi những tựa game như Fruit Ninja. Nhưng mà có lẽ trong phân khúc này thì mình vẫn thích những chiếc máy tính bảng khác trong cùng tầm giá của Samsung có cái chất lượng hiển thị màn hình tốt hơn. Đây là một trong những điểm rất quan trọng đối với máy tính bảng, màn hình hiển thị phải đẹp và xuất sắc cái đã. Các bạn có thể biết đừng quên like, share với bạn bè. Vì là liệu các bạn có thích cái chiếc Galaxy Tab 3V dành riêng thị trường Việt Nam này hay không? Xin comment chia sẻ bên dưới video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.